Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 17 tây tháng 6 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Mỹ công bố gói viện trợ 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Người cầm cờ Liên minh miền Nam tại cuộc bạo loạn ở Điện Capitol đã bị kết tội. Và bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay với nhan đề tuyên bố khó hiểu của Benny Thompson hay vì một áp lực chính trị nào. Quốc gia sân sau của Mỹ mở cửa đón tiếp quân đội Nga gây lo ngại cho phía Mỹ. Donald Trump đã khẳng định được vị thế vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh ở các tiểu bang chiến trường và bài bình luận thứ hai cuộc chiến nga ukraine và màn trình diễn tệ hại của putin đại đế mỹ bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của is tại syria anh trừng phạt thượng phụ giáo hội chính thống giáo nga và bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay trump get màn trình diễn chính trị bùng nổ gây cấn nhất lịch sử hoa kỳ mặt tối của chính trị Mỹ. Kính thưa quý khán thính giả, Tổng thống Joe Biden ngày 15 tháng 6 đã công bố một gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa chống hạm và pháo phản lực. Tổng thống Joe Biden cũng công bố hỗ trợ nhân đạo bổ sung trị giá 225 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ người dân Ukraine bao gồm cung cấp nước uống, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe, thực phẩm cũng như tiền mặt. Gói viện trợ cho Ukraine gồm có 18 lựu pháo cùng với 36.000 viên đạn. Hai hệ thống phòng thủ bờ biển sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon, pháo phản lực Bộ đàm, hàng ngàn thiết bị nhìn ban đêm và hỗ trợ kinh phí đào tạo. Ukraine đang thúc giục Mỹ và các quốc gia phương Tây nên nhanh chóng chuyển giao vũ khí trước sức ép ngày càng tăng từ lực lượng Nga trong cuộc chiến ở khu vực Donbass. Và liên quan đến cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, kính thưa quý vị, Kevin C. Fry đã bị thẩm phán liên bang Mỹ kết tội cản trở việc chứng nhận bỏ phiếu tổng thống năm 2020, cùng với người con trai của mình bên cạnh một số tội danh nhẹ khác. Hai người đàn ông, Kevin và Hunter Seagrave, đã bị thẩm phán Trevor McFadden tuyên có tội tại phiên xét xử về bốn tội nhẹ bao gồm hành vi gây rối trật tự và đi vào khu vực cấm bất hợp pháp. Trong phiên tòa xét xử hai cha con Seagrave, các công tố viên lập luận rằng họ là một trong số những người đầu tiên đột nhập vào điện Capitol. Tội danh cản trở mà cả hai người đàn ông này bị kết án đều có mức án tù tối đa là 20 năm tù. Tuy nhiên, những người tham gia vụ bạo loạn từng bị kết án đều nhận mức án ít hơn nhiều. Và chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay, quý kính thưa quý vị, với nhân đề tuyên bố khó hiểu của Benny Thompson, hay vì một áp lực chính trị nào. Kính thưa quý vị, tôi đã rất ngạc nhiên khi mà nghe câu nói ngắn gọn không. Từ chính miệng của ông Benny Thompson, là chủ tịch ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 của Hạ viện. Và bình luận đáng ngạc nhiên của Benny Thompson đã gây ra sự phản đối dữ dội của công chúng, truyền thông và đặc biệt nhất là từ bà Liz Cheney và các thành viên đảng Dân Chủ của Ủy ban điều tra. Dân biểu Benny Thompson là chủ tịch Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 Ông cho biết hôm thứ Hai rằng ban hội thẩm sẽ không đưa ra bất kỳ khuyến nghị truy tố hình sự nào để chống lại cựu tổng thống Donald Trump hoặc những người khác trong ban tham mưu của ông ta. Lời tuyên bố này làm cho những thành viên còn lại trong ủy ban cảm thấy bị sốc nặng. Chỉ cách đây hơn hai tuần thôi quý vị, khi mà Bộ Tư pháp đưa ra quyết định không truy tố Mark Meadows và Dan Scavino, thì cũng chính ông Benny Thompson này. Ông ta là người lên tiếng sớm nhất phản đối quyết định này của Bộ Tư pháp và cho rằng tại sao không truy tố những người nắm giữ nhiều thông tin quan trọng mà ủy ban điều tra đang cần mà lại đi tha bổng. Nhưng mà giờ đây lại chính ông ta là người tuyên bố rằng ban hội thẩm tức là những thành viên có mặt trong ủy ban điều tra. Mặc dù trên thực tế thì ông chưa hề hội ý với những người khác. Nhưng mà lại đưa ra tuyên bố đại diện cho tất cả mọi người trong ủy ban điều tra cho rằng ông sẽ không khuyến nghị Bộ Tư pháp truy tố hình sự Donald Trump và đám nhà trảo. Như vậy chúng ta phải hiểu vấn đề này làm sao đây thưa quý vị. Với câu trả lời không của Benny Thompson. Nói với các phóng viên khi mà được hỏi về triển vọng của một lời khuyến nghị Bộ Tư pháp để truy tố tội phạm, để chống lại Donald Trump. Và câu trả lời đầy đủ của Benny Thompson là Không, chúng tôi chỉ đem đến sự thật. Nếu Bộ Tư pháp muốn truy tố hình sự, họ có thể xem xét và tự đưa ra quyết định, nhưng chúng tôi sẽ không khuyến nghị Bộ Tư pháp làm điều đó. Kính thưa quý khán thính giả, Ông Benny Thompson là ông lập luận rằng ủy ban điều tra không có thẩm quyền để đưa ra khuyến nghị yêu cầu bộ tư pháp truy tố hình sự. Cái 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 câu mà ông nói là ủy ban không có thẩm quyền. Nó khác với những lời tuyên bố trước đây của ông ta. Ông cho rằng đó không phải là công việc của chúng tôi. Công việc của chúng tôi chỉ là xem xét các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh ngày 6 tháng Giêng. Điều gì đã gây ra nó và đưa ra các khuyến nghị sau đó? Câu nói này của ông Benny Thompson rất mâu thuẫn. Ông đã nói trước khi các phiên điều trần diễn ra rằng ủy ban điều tra sẽ đưa ra khuyến nghị sau khi các phiên điều trần hoàn tất. Và bây giờ thì lại nói là không đưa ra khuyến nghị nào cả các bình luận bất nhất khó hiểu của Benny Thompson đã chăm ngồi cho một sự bất bình xen lẫn sự phẫn nộ từ bên trong của ủy ban điều tra. Vì chính xác là ông Benny Thompson chưa hề thảo luận bàn tính gì với những thành viên còn lại trong ủy ban. Và chính vì vậy mà các thành viên của ủy ban đã nhanh chóng bác bỏ nhận xét của Benny Thompson. Dân biểu Lee Cheney, phó chủ tịch của ủy ban điều tra đã tweet rằng Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng, chúng tôi chưa đưa ra kết luận liên quan đến việc giới thiệu tội phạm tiềm ẩn. Và điều này khác với câu nói không đưa ra khuyến nghị. Chúng tôi chưa đưa ra chứ không phải là không đưa ra. Chúng tôi sẽ thông báo quyết định về điều đó vào một thời điểm thích hợp sau khi các phiên điều trần kết thúc. Còn ông dân biểu Adam Schiff cũng là một thành viên trong ủy ban điều tra ông là người đã nhiều lần kêu gọi Bộ Tư pháp hãy điều tra Donald Trump, thì cũng tỏ ra khó chịu, bất ngờ với câu tuyên bố của ông Benny Thompson, mà không hề bàn bạc gì với các thành viên khác một lời nào. Ông tỏ ra ngạc nhiên trước bình luận khi mà được Anderson Cooper của CNN hỏi về điều đó. Và Adam Schiff đã bực dọc trả lời rằng, Bạn biết đấy, Tôi chưa nghe qua câu tuyên bố của chủ tịch ủy ban điều tra. Chúng tôi chưa hề thảo luận gì về điều đó. Vì vậy tôi không biết rằng ủy ban điều tra đã đạt được quan điểm về việc liệu chúng tôi có thực hiện việc đưa ra một khuyến nghị hay không. Nhưng theo quan điểm của riêng tôi, sau khi các phiên điều trần kết thúc, nhiệm vụ của ủy ban là đưa ra một kết luận và sau đó phải làm một khuyến nghị đến bộ tư pháp để giải quyết tiếp công việc của chúng tôi là như vậy. những gì xảy ra sau đó là nhiệm vụ của bộ tư pháp, ít nhất đó là sự hiểu biết của tôi. còn với dân biểu Elaine Luria, thì cũng lên tiếng phản đối ông Benny Thompson và mô tả thẩm quyền của ủy ban mà không chịu thảo luận trước. bà cũng viết rằng ủy ban của chúng tôi vẫn chưa bỏ phiếu về việc liệu chúng tôi có đề xuất một khuyến nghị truy tố tội phạm đến Bộ Tư pháp hay không. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có, sau khi các phiên điều trần kết thúc. Và nhận xét của Benny Thompson là một sự khác biệt so với quan điểm trước đây của ông về vai trò của ủy ban. Ông đã từng nói với NBC News vào đầu năm nay rằng, bằng chứng mà ủy ban phát hiện ra cho thấy rằng khả năng tội phạm có xác suất rất cao trong quá trình xem xét của ủy ban nếu chúng tôi tìm thấy điều gì đó mà các thành viên của ủy ban cảm thấy cần phải đưa ra một khuyến nghị truy tố tội phạm chúng tôi sẽ không ngần ngại đưa ra lời khuyến nghị như vậy trước khi đó thì ông ta nói như vậy còn bây giờ thì nói thẳng thừng một cách dứt khoát là không chúng tôi không đưa ra khuyến nghị và kính thưa quý vị Điều làm tôi cảm thấy bực mình với ông Benny Thompson về cách làm việc bất nhất, không thảo luận cũng như tôn trọng các thành viên khác của ủy ban điều tra. Đó là khi nghe người phát ngôn viên của ủy ban điều tra cũng xác định với CNN rằng các giấy giới thiệu truy tố tội phạm đang nằm trên bàn của chúng tôi. Đây là lời dường như để đáp trả lại tuyên bố đơn phương của ông Benny Thompson. Người phát ngôn của ủy ban cho biết rằng, ủy ban điều tra không có quyền truy tố các cá nhân, đúng như vậy, mà được giao nhiệm vụ điều tra tìm hiểu các dữ kiện xung quanh cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng tại Điện Capitol. Và hiện tại ủy ban đang tập trung vào việc trình bày những phát hiện của chúng tôi với người dân Mỹ trong các phiên điều trần và trong báo cáo của chúng tôi cuộc điều tra của chúng tôi đang diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập tất cả thông tin liên quan khi mà chúng tôi trình bày sự thật đưa ra các khuyến nghị và giới thiệu tội phạm dù các thành viên của ủy ban điều tra họ đã dành nhiều tuần lễ để gây sức ép với bộ trưởng tư pháp merrick garland để điều tra donald trump tuy nhiên bộ tư pháp không cần khó chịu với sức ép từ bất cứ ai. Cũng không cần đến khuyến nghị của Ủy ban điều tra từ quốc hội thì mới điều tra, hay là truy tố Trump, hoặc là bất kỳ ai khác. Bởi vì ông Merrick Garland hôm thứ Hai cũng tuyên bố rằng ông và các công tố viên đang giám sát cuộc điều tra của Bộ Thư pháp về cuộc bạo động ngày 6 tháng 1. Chúng tôi đang theo dõi sát sao các phiên điều trần để đưa ra cách giải quyết hợp lý và chúng ta chờ xem những hành động và cách giải quyết từ Bộ Tư pháp cũng như từ Ủy ban điều tra sau các cuộc điều trần nó sẽ như thế nào. Và bước sang một vài bản tin thế giới kính thưa quý vị. Đó là sự hiện diện của binh lính, máy bay và tàu chiến Nga tại quốc gia Trung Mỹ Nicaragua đã khiến cho Washington lo ngại. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga căng thẳng do chiến sự Ukraine, Sắc lệnh mới được Quốc hội Nicaragua thông qua ngày 14 tháng 6 cho phép 230 binh sĩ Nga đến Nicaragua từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 để phối hợp tuần tra cùng quân đội nước này. Đây không phải là một hành động gì bất ngờ bởi vì Quốc hội Nicaragua năm 2012 đã từng thông qua một cái dự luật cho phép quân đội nước ngoài vào lãnh thổ với mục đích nhân đạo và phối hợp hành động cùng quân đội nicaragua và luật này bao gồm cả quân đội của nước mỹ nga mexico cùng một quốc gia trung mỹ khác nhưng mà đây lại chính là thời điểm nhạy cảm khi mà xung đột nga và ukraine đang leo thang và mỹ thì dĩ nhiên là có cơ sở để lo ngại khi mà quân đội nga hiện diện tại nơi được coi là sân sau của mỹ đặc biệt khi xác lệnh mới cho phép cả máy bay và tàu chiến của nga được hiện diện tại quốc gia này nicaragua là đối tác quân sự và chính trị trung thành nhất của nga trong khu vực trung mỹ và mối quan hệ này đã được xây dựng từ giai đoạn cuối chiến tranh lạnh tổng thống ortega là một đồng minh của nga khi đó là liên xô kể từ những ngày ông lãnh đạo cuộc cách mạng năm 1979 lật đổ nhà độc tài Anastasio Somoza, thì ông Ortega đã giữ chức tổng thống từ năm 1985 đến năm 1990 trước khi tái đắc cử vào năm 2007. Nicaragua trước đây còn cho phép hải quân Nga tập trận ở lãnh hải của nước mình vào cuối năm 2008. Và vào năm 2015, Quốc hội Nicaragua đã bỏ phiếu cho phép tàu chiến Nga được neo đậu tại các bến cảng của nước này. Nicaragua cũng phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Moscow. Năm 2013, hai bên đã ký thỏa thuận tạo điều kiện cho Nga hiện đại hóa quân đội Nicaragua. Moscow đã bán và tài trợ nhiều thiết bị cũng như huấn luyện cho quân đội Nicaragua và đáp lại những hỗ trợ kinh tế và vũ khí hàng triệu Mỹ kim từ Moscow thì chính quyền của ông Ortega đã ủng hộ lập trường của Nga trong các vấn đề quốc tế, chẳng hạn như là không lên án Moscow tại các cuộc họp của Liên hiệp quốc về tình hình ở Ukraine. Và trở lại với thời sự nước Mỹ kính thưa quý vị. Các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vừa chứng kiến là ảnh hưởng của cựu tổng thống Donald Trump vẫn còn đó ông ta đã tiếp tục trừng phạt những người từng quay lưng với mình và kết quả vòng bầu cử sơ bộ mới nhất tại nevada maine và south carolina cho thấy là ảnh hưởng của donald trump vẫn còn đang rất lớn trong nội bộ của đảng cộng hòa khi mà các ứng viên được ông ta chống lưng tán thành thì đa phần những người này đều giành chiến thắng cũng như ở South Carolina thì thượng nghị sĩ Tim Scott và thống đốc Henry McMaster sẽ tiếp tục đại diện cho Đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và cả hai đều là những người được ông Trump ủng hộ và được đánh giá nhiều khả năng là có thể giành chiến thắng. Trong khi đó tại cuộc bầu cử hạ viện đặc biệt ở tiểu bang Texas, ứng viên Cộng hòa Myra Flores đã đánh bại ứng viên dân chủ Dan Sanchez để giành lại ghế về cho đảng Cộng Hòa. Và kết quả kiểm phiếu cho thấy là phe Cộng Hòa giành thêm được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khối cử tri gốc Latin. Và chúng ta bước vào bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay kính thưa quý vị. Với nhân đề cuộc chiến Nga-Ukraine và màn trình diễn tệ hại của Putin đại đế. Kính thưa quý vị, một nhà sử học chuyên viết về Nga Liên Xô, chủ nghĩa Stalin và chiến tranh thế giới. Ông đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc xâm lược của nước này vào Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông ta đã triệu tập hàng loạt bóng ma của lịch sử nước Nga và những thành tựu của một thời xa xưa. Từ các cuộc chinh phạt đế quốc của Peter Đại Đế cho đến cuộc chiến đấu điên cuồng cho đến chết của Joseph Stalin chống lại chủ nghĩa quốc xã. Và giờ đây trong thế kỷ 21, Putin lại muốn tiếp bước cha ông của mình để thực hiện một cuộc xâm lược nước láng giềng nhỏ và yếu hơn mà ông ta gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Lời biện minh cho một cuộc chiến vô nghĩa của Putin đã gây được cảm xúc hòa nhịp của những người dân Nga lớn tuổi chậm chạp, khù khờ. Suốt ngày chỉ biết ngồi trước màn hình, nghe những chương trình tin tức và nhạc tiếng quân ca biểu tượng của một cuộc chống trả vĩ đại của Nga trước sự tấn công của quân thù ở nước ngoài. Và Putin đã tái tạo lại được niềm tự hào dân tộc Nga sau những nhục nhã và sự bùng nổ của những thời dưới năm của ông Boris Yeltsin. Putin đã thực hiện được một loạt các cuộc phiêu lưu quân sự thành công quanh vùng ngoại vi của Nga và nhiều hơn thế nữa, đó là đưa Moscow trở lại vị trí hàng đầu trong các vấn đề thế giới. Nhưng mà giờ đây kính thưa quý vị, cuộc chiến Ukraine đã phủ bóng đen lên thành tựu của hai thập niên mà Putin đã bỏ ra rất nhiều công sức để vun đắp. Tác động thê thảm từ cuộc xâm lược Ukraine đã tách nước nga ra khỏi phương tây và tác động lên nền kinh tế eo ột chắp vá, chưa kể đến nhiều sự thật khó chịu của chiến tranh. Có thể là nó vẫn chưa đi sâu vào ý thức của công chúng nga, bởi vì thực sự những tác động xấu đó nó chỉ mới bắt đầu hình thành vào đời sống của người dân nga. Mark Edelie là một nhà sử học của Liên Xô trước đây. Với chuyên môn về lịch sử quân sự, ông sinh ra ở Đức, là giáo sư tại Đại học Melbourne, Australia và được đào tạo tại các trường đại học Erlangen, Tübingen, Moscow và Chicago. Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng và cuốn sách mới nhất thành công nhất là cuốn Chủ nghĩa Stalin trong chiến tranh. Ông đã đưa ra một số nhận định lý thú và trung thực về Vladimir Putin, về nước Nga và tương lai của nó. Putin là một chính trị gia bậc thầy về địa chính trị, ổn định và làm giàu mạnh liên bang Nga thời hậu Boris Yeltsin. Không đúng thưa quý vị. Ông ta không làm được gì nhiều trong việc đa dạng hóa nền kinh tế của nước Nga, khỏi xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch. Và sự thối nát của chế độ tham nhũng của ông ta chỉ là một huyền thoại. Nhưng mà chúng ta cần nhìn nhận công bằng Ông ta có công xây dựng lại một nhà nước Nga với một số khí cảnh tích cực, đó là ít bạo lực hơn trên đường phố và kinh tế có tăng trưởng, nhưng mà đó chỉ là may mắn. Bởi vì ông ấy đã nắm quyền vào thời điểm mà giá dầu đang tụt cái giá xuống chạm đáy và sau đó thì chúng tăng lên như diều gặp gió. Nhưng mà về mặt địa chính trị thì chiếm đoạt bán đảo crimea của ukraine là một cái kế hoạch là một chiến lược của putin được xem là rất khôn ngoan về mặt chiến thuật phần lớn là do ông ta đã kết luận một cách chính xác rằng châu âu hay nói đúng hơn là nato và mỹ sẽ không thể nào tin rằng ông ta sẽ dám làm một điều như vậy và rồi sau khi xảy ra thì không biết phải đối phó với nga như thế nào chính vì vậy mà ông ta đã thành công thưa quý vị những nỗ lực của putin nhằm tấn công xâm lược ukraine để biến ukraine thành một thế giới riêng của nga nó đã gây ra tác dụng ngược đến mức mà putin cảm thấy lựa chọn duy nhất của mình chỉ là chiến tranh và cuộc chiến ở ukraine đã là một thảm họa ngay từ đầu vâng đúng như vậy đây là một tính toán cực kỳ sai lầm trong cuộc đời chính trị của putin và với tuổi tác cùng sức khỏe yếu kém hiện nay thì chắc chắn là ông ta sẽ không còn dịp để sửa sai thời gian không còn nhiều nếu nói không ngoa rằng dường như putin muốn tên của mình sẽ đi vào huyền thoại lịch sử của nước nga với tư cách là người đã xây dựng lại đế chế nga hùng mạnh và tham vọng rõ ràng là trở thành ít nhất là một cường quốc toàn cầu một lần nữa những bình luận gần đây của ông putin nói về peter đại đế đã khiến cho người nghe cảm thấy bất an lo sợ thưa quý vị họ lo về tham vọng của putin sẽ không ngừng lại rất đáng lo ngại bởi vì những lời ông ta nói ra ngụ ý là ông ta muốn mọi thứ mà nước nghe đã từng có ngày xưa phải trả lại. Nó không chỉ bao gồm các quốc gia Baltic, Ba Lan và Phần Lan, mà nó còn bao gồm cả vùng đất Alaska. Giờ đây thưa quý vị, không ai được phép xem thường những lời Putin tuyên bố nữa. Chúng ta không thể xem đó là những lời viễn vong bởi vì những tuyên bố lịch sử gần đây của putin nó đều được tiếp nối bằng những hành động trong thời gian thực các quốc gia vùng baltic estonia latvia lithuania có lẽ là các quốc gia mục tiêu gần nhất dễ ăn nhất trong danh sách tham vọng của putin nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là nước nga phải bắt đầu chiến tranh với khối nato chỉ là suy đoán về tham vọng của putin và đó cũng chính là giấc mơ của ông ta nhưng mà trên thực tế thì nó khác hoàn toàn quân đội nga đang gặp khó khăn nghiêm trọng khi mà chiến đấu với ukraine và càng kéo dài thì lực lượng và sức mạnh của nga sẽ sớm bị cạn kiệt và đã có những dấu hiệu cho thấy là quân đội nga đã hết vũ khí tối tân nhất và hiện họ đang phải sử dụng những hỏa tiễn không điều khiển bom căm và tất nhiên là cả pháo binh. Bởi vì họ vẫn còn kho dự trữ rất nhiều với những loại vũ khí cũ trước đây. Và qua cuộc chiến ở Ukraine, thế giới NATO cũng như Mỹ, kể cả Trung Quốc, tất cả đều thấy được một quân đội Nga rượu rã, rời rạc, với chỉ huy và kiểm soát kém, với khả năng lãnh đạo tác chiến và chiến lược kém, với khả năng lãnh đạo chiến thuật kém khó điều phối các vũ khí khác nhau trong các hoạt động đa dịch vụ phụ thuộc vào pháo và hỏa lực bảo trì thiết bị kém như vậy thì qua cuộc chiến ukraine nga đã tự vạch áo cho các quốc gia đối thủ của mình xem một cái lưng trần của putin với nhiều cái thẹo putin đã đặt ra mục tiêu chính trị phi quân sự hóa Ukraine. Nhưng mà điều này sẽ không bao giờ có thể thực hiện được quý vị. Và thậm chí nó còn phải gọi là thất bại. Bởi vì Ukraine là một quốc gia có một lịch sử lâu dài về các cuộc cách mạng chống lại các chính phủ mà họ không thích. Chính vì vậy mà ngay cả khi Nga có thể chiếm trọn cả đất nước Ukraine đi nữa thì họ sẽ không thể nào cai trị được lâu bền. Phi quân sự hóa chỉ có hiệu quả nếu mà thế giới dân chủ tan rã tất cả và không còn ai cung cấp vũ khí cho ukraine và sau cùng thì người dân nga họ sẽ nghĩ gì khi mà những mục tiêu chiến tranh đã đạt được nhưng mà kinh tế đi xuống đời sống bị eo hẹp thất nghiệp tràn lan và tiếp tục bị thế giới tẩy chay ruồng bỏ Lúc đó thì thưa quý vị, ông Putin này chỉ còn cách trấn an người dân và có thể thực hành chính sách thu mình giống như là Kim Jong-un ở bên Bắc Triều Tiên. Đó là tự túc, tự cường và sau cùng là tự sát. Và một vài bản tin thế giới trước khi vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay kính thưa quý vị. Đó là liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện chiến dịch đổ bộ bằng trực thăng vào sáng ngày 16 tháng 6 và bắt giữ thành công thủ lĩnh cấp cao của IS. Nhân vật bị bắt là người chế tạo bom dày kinh nghiệm và là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức IS này ở Syria. IS từng kiểm soát một khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq và tiếp tục tiến hành các vụ tấn công sau khi bị đánh bại cách đây 3 năm và liên quan đến vị thượng phụ giáo hội chính thống giáo Nga đã bị anh trừng phạt. Thì chính phủ Anh ngày 16 tháng 6 đã ban hành một lệnh trừng phạt lên thượng phụ Kirill là lãnh đạo giáo hội chính thống giáo Nga. Vì ông này đã lên tiếng ủng hộ hành động của Nga tại Ukraine. Ngoài ra London cũng áp đặt lệnh trừng phạt lên bà Maria vlova Belova là ủy viên về quyền trẻ em của Nga cũng như một số đồng minh của tổng thống Nga ông Vladimir Putin và các lãnh đạo quân sự Nga. Kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine, thượng phụ Kirill đã có một số phát ngôn và bài thuyết giáo ủng hộ hành động của Moscow. Ông ta nói lật lọng như thế này: Nga chưa bao giờ tấn công ai cả. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Ông này ông nói trong một bài thuyết giáo hồi đầu tháng 5 như vậy, thưa quý vị. Ông còn nói là điều tuyệt vời là một quốc gia vĩ đại và hùng mạnh như nước Nga chưa bao giờ tấn công ai mà chỉ bảo vệ biên giới của mình. Đúng là lão khoát thật thưa quý vị. Và chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay. Kính thưa quý khán thính giả, tôi lấy cái tựa đề là Trump Gets màn trình diễn chính trị bùng nổ, gây cấn nhất lịch sử Hoa Kỳ. Mặt tối của chính trị Mỹ Thưa quý vị, có nhiều chuyên gia chính trị nổi tiếng cho rằng các phiên điều trần hiện nay được xem là một màn trình diễn chính trị bùng nổ gây cấn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thậm chí nó còn được cho là có mức độ ảnh hưởng nhiều hơn cả vụ Watergate hàng trăm lần cái mức độ lớn hơn nhiều như vậy cho nên nếu nói sơ về một số yếu tố chính có thể nhận thấy được qua hai phiên điều trần thì tôi xin nói như thế này ngắn gọn về cơ bản không có gì mới trong các cáo buộc ủy ban điều tra sẽ làm đúng trách nhiệm và công việc của họ nhưng mà quyền hạn truy tố thì nằm trong tay của bộ tư pháp bộ trưởng tư pháp merrick garland tính cho đến nay thì ông ta chưa có hề có bất cứ cáo buộc nào để chống lại cựu tổng thống donald trump và những người như chúng ta tôi nghĩ rằng đừng ai mong đợi là điều này sẽ xảy ra tôi tin như vậy các phiên điều trần được dàn dựng rất khéo logic làm việc chấp nhận được và sự chuẩn bị rất chu đáo nhưng mà cũng giống như hai phiên tòa luận tội trump thì các phiên điều trần này sẽ không ảnh hưởng đến quan điểm và nhận định của các cử tri ủng hộ đảng cộng hòa ủng hộ chủ nghĩa trump ngoài việc chỉ khiến cho họ cảm thấy là họ bị ngược đãi bị tấn công bị phân biệt và sau cùng là tức giận và đặc biệt hơn nữa là với 860 người đã bị buộc tội, bao gồm 306 người đã nhận tội trong vụ gây bạo loạn ở Điện Capitol. Thưa quý vị, Ủy ban điều tra đã thuê James Goldstone là một nhà sản xuất phim tài liệu và là cựu chủ tịch của ABC News để đạo diễn cho các phiên điều trần thành chương trình truyền hình hấp dẫn và lôi cuốn. Và kết quả là các phiên điều trần lần này nó cũng gần giống như là một show truyền hình thực tế. Và đây là một sự chuyển hướng của phương tiện truyền thông và chỉ có tác động đến công chúng Mỹ trong một thời gian ngắn. Nhưng nó sẽ không thay đổi gì trong bối cảnh hơi ảm đạm của nước Mỹ. Bởi vì đáng lẽ ra, các phiên điều trần lần này cần phải được nghiêm túc đưa ra những chi tiết, những dữ kiện, bởi một cuộc điều tra lưỡng đảng về một loạt các vi phạm hiến pháp nghiêm trọng và nguy hiểm của chính quyền trump nhưng mà những chi tiết thì lại bị đánh bóng quá mức như một chiến dịch quảng cáo của đảng dân chủ đang trên đà tấn công vào đầu não của đảng cộng hòa kính thưa quý vị hai đảng chính trị lớn của nước mỹ từ nhiều thập niên qua đã rất là bế tắc về các vấn đề chính thí dụ như là chiến tranh các thỏa thuận thương mại thắt lưng buộc bụng quân sự hóa cảnh sát nhà tù sự giám sát của chính phủ và các cuộc tấn công vào quyền tự do dân sự rất nhiều vấn đề mà đã gặp sự bế tắc giữa hai đảng và các nhà lập pháp đảng cộng hòa thì có thể nói là họ chỉ đang thay mặt cho những người giàu có và các tập đoàn để phá hoại các thể chế dân chủ họ đang nỗ lực hình thành một cuộc nổi dậy của những người đàn ông da trắng chính thống cơ đốc luôn ủng hộ donald trump và ủng hộ đảng cộng hòa cực hữu các thành viên ủy ban điều tra họ muốn đem đến cho công chúng mỹ hiểu được sự nghiêm túc việc cần phải tuân theo hiến pháp và phải bảo vệ nền dân chủ qua các phiên điều trần của họ. Nhưng mà rất tiếc là đã không có sự thừa nhận nào của các thành viên ủy ban điều tra rằng ý chí của nhân dân đã không được thực thi đầy đủ bởi ba nhánh hoạt động của chính phủ. Đã không ai phê phán chuyện những đội quân vận động hành lang hàng ngày họ được phép xông vào điện Capitol để trả tiền để tài trợ cho việc hối lộ hợp pháp hóa các cuộc bầu cử của chúng ta và viết luật ủng hộ doanh nghiệp và sau đó đã dễ dàng được thông qua trong khi các dự luật đem đến quyền lợi thiết thực cho người mỹ thì không rất tiếc không ai nói về việc nguy cơ người mỹ sẽ bị tước mất các quyền hiến định bao gồm cả quyền riêng tư bởi hệ thống tòa án tối cao nơi mà những vị công bọc của nhân dân cứ làm theo ý đảng phái của mình xem thường ý chí của nhân dân và không ai đề cập đến những thương vụ thương mại bẩn thỉu đã làm phi công nghiệp hóa đất nước và làm bần cùng hóa giai cấp công nhân không ai nói về những thất bại quân sự của chính phủ hoa kỳ và những cuộc phiêu lưu của giới diều hâu washington ở trung đông đã khiến cho người nộp thuế phải trả hơn 8.000 tỷ Mỹ Kim. Không ai nói về hệ thống chăm sóc sức khỏe luôn bị những đảng viên Cộng Hòa tước bỏ từ tay người dân. Không ai nói đến những giả tâm của các chính trị gia đã tư nhân hóa các tổ chức của chính phủ, bao gồm trường học, nhà tù, giải quyết nước sạch, thu gom rác, đồng hồ đậu xe, tiện ích, và thậm chí thu thập thông tin tình báo chỉ để làm giàu cho tầng lớp tỷ phú với chi phí của người dân Mỹ bỏ ra. Có một sự thừa nhận ngầm rằng tất cả các chương trình tiện ích và an toàn xã hội, thí dụ như dự luật xây dựng trở lại tốt hơn của tổng thống Joe Biden, cấm vũ khí tấn công, tăng lương tối thiểu, cải thiện sự tàn phá của lạm phát hay là tiến hành cải cách môi trường để ngăn chặn tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Những điều này sẽ không bao giờ được thực hiện cả. Bởi vì những kẻ đang nắm giữ quyền lực của đất nước là dễ dàng đổ tiền vào chiến tranh. Phân bổ 54 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine một cách nhanh chóng mà không cần suy nghĩ. Và tăng ngân sách quân sự ngày càng cao để làm giàu cho ngành công nghiệp vũ khí. Kính thưa quý khán thính giả, Tôi chỉ nói đơn giản về tình hình hiện nay của nước Mỹ. Để thấy rằng những điều trái khuấy nó xảy ra thường xuyên hơn. Khi mà đại dịch Covid-19 ập đến, thì người Mỹ thiếu khẩu trang, thiếu nước khuẩn rửa tay, thiếu máy thở, phải giành giật nhau giữa các chính quyền tiểu bang và liên bang, phải đi mua từ Trung Quốc. Rồi mới đây thì chúng ta thiếu sữa bột cho em bé. Rồi bây giờ lại đến thiếu băng vệ sinh cho phụ nữ. Là đồ dùng cần thiết hàng ngày cho chị em phụ nữ. Những cái thứ đó nó không có nhưng mà súng thì lúc nào mua cũng có. Và súng luôn có với số lượng lớn theo yêu cầu. Hàng trăm ngàn khẩu súng có ngay. Nhưng mà thưa quý vị người dân Mỹ họ không cần những thứ chết tiệt này. Họ không cần súng. Họ cần được tăng lương tối thiểu. Họ cần cải cách môi trường. Họ cần xây dựng, sửa chữa cầu cống, đường xá. Họ cần bữa ăn trưa cho học sinh trong trường học. Họ cần sự an toàn cho người dân ngoài đường phố. Và an toàn cho các em nhỏ trong các trường học. Người dân Mỹ bình thường không cần súng, Kính thưa quý vị, khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế nó càng rộng. Thì những kẻ ủng hộ phát xít, những người chủ trương bạo lực, dường như là họ có thể sẽ giành lại được quốc hội vào mùa thu này. Cái điều đó nó gần như là hơi chắc chắn. Và rồi họ sẽ lấy đại được nhiều quyền lực hơn. Nói về lịch sử một chút, năm 1924, Chính phủ vai ma của Đức quyết định loại bỏ Adolf Hitler và Đảng Công dân Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Đức, hay còn gọi là Đức Quốc xã. Bằng cách xét xử Hitler về tội phản quốc tại tòa án nhân dân. Adolf Hitler rõ ràng là đã có tội, ông ta có tội. Ông ta đã cố gắng lật đổ chính phủ dân cử trong vụ Beer Hall Năm 1923. Và nó cũng giống như cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 ở Mỹ. Tuy nhiên ở Đức, quyết định loại bỏ Hitler của chính phủ Weimar Đức, nó đã phản tác dụng. Họ đã vô tình biến Adolf Hitler thành một kẻ tử vị đạo của quốc gia và thúc đẩy vận may chính trị của Đức Quốc xã. Lý do lẽ ra thì đó phải rõ ràng hơn với một nước Đức. Bị biến động bởi tình trạng thất nghiệp tràn lan, bạo loạn, cướp bóc lương thực, đối kém, bạo lực trên đường phố và lạm phát. Tất cả nó là một mối hỗn độn. Và vào thời điểm đó thì những lời kêu gọi đối với pháp quyền và các giá trị dân chủ chỉ bị xem là những câu nói rẻ tiền. Quay trở lại chính trường Mỹ. Kính thưa quý vị, tôi có thể nói là quốc hội lưỡng viện thực sự chỉ là một bãi rác. Nhưng toàn là rác quý, rác có giá trị. Và các chính trị gia tham nhũng lăn xả vào bãi rác này để kiếm tiền và làm giàu. Để làm cho người khác giàu và người khác sẽ làm cho các chính trị gia trở nên giàu có hơn sau một thời gian làm việc trong quốc hội lưỡng viện và càng tại nhiệm lâu hơn thì sẽ càng giàu hơn và chính thực tế này nó là lý do tại sao mà các phiên điều trần đã bỏ qua không đụng đến những kẻ đang trong hàng ngũ của giai cấp chính trị cầm quyền Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin thông báo của quý vị là ngày Chủ nhật này khi mà chương trình của Việt Linh đến nó rơi vào ngày 19 tại tháng 6 tức là ngày chúng ta kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng là ngày Father Day tại Hoa Kỳ nên chương trình ngày Chủ nhật với một bài bình luận như thường lệ sau đó thì Việt Linh sẽ gửi đến quý vị thính giả hai bài đọc một bài liên quan đến ngày quân lực việt nam cộng hòa và một bài liên quan đến ngày lễ cha xin mời quý vị đón nghe tại channel truyền hình việt nam kali today việt linh xin kính chào và xin chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bình an